Xin chào anh chị, chào mừng anh chị đã quay trở lại với kênh Nhà Đầu Tư Tài Chính Tự Do. Thì ngày hôm nay như thường lệ chúng ta sẽ cùng nhau đánh giá phân tích về diễn biến của thị trường, cũng như từ đó đưa ra những góc nhìn, những cái nhận định về thị trường ở trong ngày hôm sau. Thì anh chị nào mà hiện tại đang xem video của em, nếu mà thấy video hữu ích thì đừng quên bấm like video ha, subscribe kênh, đăng ký kênh nữa anh chị chưa đăng ký, để có thể nhận được những cái thông báo sớm nhất của em về video hàng ngày. Cũng như theo thuật toán YouTube thì nó sẽ hỗ trợ đề xuất những cái video mà có nhiều like cũng như là nhiều bình luận, thì mọi người có thể để là một cái nút like cũng như là bình luận ở phía bên dưới này, để em hỗ trợ anh chị về cổ phiếu, về thị trường, cũng như giúp cho video của em được đề xuất nhiều hơn đến như anh chị khác ha. Cảm ơn chị rất nhiều vì đã luôn dành thời gian để theo dõi cũng như là ủng hộ kênh của em. Và ở phía dưới phần mô tả video này em có để thông tin liên hệ là Zalo và số điện thoại. Thì nếu anh chị nào mà hiện tại đang có nhu cầu muốn được hỗ trợ tư vấn về cổ phiếu, về danh mục, thì có thể đồng hành cùng em thông qua việc là kết bạn Zalo, nhắn tin để em hỗ trợ anh chị mình mở tài khoản ha. Hoặc là nếu mà đã có tài khoản ở VBS rồi thì có thể chuyển cái ID người quản lý xem hỗ trợ. Thì cảm ơn chị rất nhiều vì đã luôn dành thời gian để theo dõi cũng như là ủng hộ kênh. Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đánh giá phân tích về diễn biến của thị trường ở trong phiên ngày hôm nay ha. Thì nếu như ngày hôm trước ở trong video cuối tuần em đã đánh giá cho anh chị về cái yếu tố của lực cầu lanh quanh cái vùng 1.150-1.170 điểm, và rõ ràng sau cái chuỗi giảm 100 điểm thì cái việc thị trường có một phiên phục hồi đầu tiên nó không phải là cái gì đó quá đặc biệt, giống như phiên tăng điểm ngày hôm nay về cơ bản nó là một phiên tăng thể hiện rằng là cái lượng cung đã bắt đầu suy yếu sau cái chuỗi giảm điểm trước đó. Ai muốn bán thì cũng đã bán trước đó rồi, nên việc mà lực cầu bật trở lại được cái phiên ngày hôm nay, thị trường bật trở lại được, một phần nó cũng xuất phát từ cái yếu tố là gì, là cái lượng cung đã suy yếu, nên chỉ cần một cái lượng cầu nhỏ thôi thì thị trường đã bật lại rất nhanh, và các cổ phiếu bên trong thị trường cũng bật lại khá là tốt. Bên cạnh đó thì cuối tuần vừa rồi chúng ta cũng có thông tin hỗ trợ đến từ cái việc là chúng ta sẽ vận hành cái hệ thống KRX sau kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4. Đây không phải là một thông tin mới ha, thông tin thì đã có từ trước đó rồi, nhưng mà cái việc chính thức vận hành KRX phần nào đó đã giúp cho cái nhóm chứng khoán ngày hôm nay tăng điểm khá là tốt, nên mọi người thấy được là ngày hôm nay những cái mã cổ phiếu như là FTS, VND, BVS thì tăng trần, trong khi đó thì HCM này, SHS này, rồi SI này, đa số đều tăng điểm trở lại. Nó là một trong những cái tiền đề để giúp cho dòng tiền tự tin hơn trong việc là tham gia vào các cổ phiếu khác. Thì chúng ta sẽ đánh giá kỹ hơn vào cái phiên ngày hôm nay. Thì đầu tiên là mình thấy được là VN-Index ngày hôm nay chúng ta đóng cửa mức là 1.190,22 điểm, tương đương với mức tăng là 1.31%. Thì phiên tăng ngày hôm nay đi kèm với lại thanh khoản khá là thấp, nó cho thấy rằng là sau cái chuỗi giảm điểm trước đó thì đa số nhà đầu tư hiện tại đều đang ở cái trạng thái tâm lý khá là thận trọng. Mọi người thấy được là thanh khoản ngày hôm nay thậm chí còn thấp hơn cả trung bình ở giai đoạn trước đó nữa. Hầu như là ngày hôm nay thị trường mở gáp ngay từ đầu ngày, nhờ vào cái hướng tâm lý KRX đó cũng như là sau cái chuỗi giảm điểm mạnh trước đó. Thì cái việc mở gap đầu ngày như thế thì hầu hết tất cả nhà đầu tư cá nhân sẽ đều không dám mua quá nhiều ở trong phiên ngày hôm nay. Với một cái gap up lớn như vậy thì đa số sẽ kỳ vọng rằng cái gap nó có thể bị lắp lại. Nên mọi người thấy được là cái việc mở gap ra nó cũng cho thấy rằng là nó mang tính chất là thể hiện rằng là gì, là cái lượng cung thực sự đã suy yếu, và một phần ở đó cái lượng cầu đã chấp nhận tham gia từ cái phiên ngày 19 tháng 4 rồi. Tức là ở trong phiên ngày 19 tháng 4 á, mọi người để ý là nó có một cái nến giờ đó, mọi người thấy không? Ở cái nến giờ cái ngày 19 tháng 4 nè, mình thấy là cái lúc 1 giờ, cái giai đoạn từ 1 giờ đến 2 giờ đó, thị trường bật trở lại rất là nhanh, mọi người nhớ không? Lúc đó thị trường chạm và tăng về sát cái mức tham chiếu. Nhưng mà kể từ sau 2 giờ thì bị bán ngược trở về. Nhưng mà ở cái nến 1 giờ đó mình thấy được là đã bắt đầu có lượng cầu tham gia kể từ cái nến đó rồi. Chứ không phải là cái nến ngày hôm nay nha. Ngày hôm nay là cái việc mà nó mở gáp tăng ở đầu ngày thôi. Chứ không phải là lượng cầu tham gia quá nhiều ở trong ngày hôm nay. Nó cho thấy rằng là thị trường đã tạm thời cân bằng được ở lanh quanh cái vùng hỗ trợ này. Đó chính là cái vùng hỗ trợ nền giá 1.150-1.170 điểm. Cái nền giá này chính là cái nền giá của giai đoạn sideways trước đó đây nè. Nó tương đương, nó cũng là cái vùng cao trào mà thị trường đã chịu bán ở cái đợt giảm trước đó thời điểm tháng 9/2023 đó. Cái vùng cao trào nó cũng chạm về tầm 1.160-1.170, nó bật lên, nên lên quanh đây sẽ đóng vai trò là một cái hỗ trợ. Thì khi mà chúng ta hình dung đơn giản thế này thôi, thị trường chịu một cái lực bán thì ở phía trên này cái lượng cung nát đã so với cầu, nhưng mà sau khi giảm 4 ngày liên tiếp giảm hơn 100 điểm thì ai muốn bán hay muốn cắt lỗ thì cũng đã bán rồi. Đa số nhà đầu tư hiện tại còn cầm hàng thì họ cũng đang giữ một cái kỳ vọng đối với thị trường, nên về cơ bản họ sẽ không muốn bán nhiều nữa, bởi vì họ cũng đã bị lỗ tương đối, hoặc là nếu mà có thì họ cũng chỉ mới mua thôi, tức là những cái nhà đầu tư mà người ta mới bắt đáy gần đây thôi, thì chưa có lời, người ta sẽ chưa chịu bán. Nên mình thấy được là lực cung đã bắt đầu suy yếu, và với thông tin kết hợp KRX đó, thị trường chạm cái vùng hỗ trợ này, nó bật lên, nó cũng giống với lại cái vùng hỗ trợ 1.200 vậy đó. Cái nến này nè, cái nến ngày hôm 19 tháng 4 này nó khá là giống với cái nến ngày hôm 16 tháng 4. Cái sự khác biệt duy nhất của cái nến ngày 16 tháng 4 và ngày 19 tháng 4 này đó chính là cái nến ngày hôm sau đó. Đây em phân tích buổi sáng ngày hôm nay ha, em đánh giá khá là sớm cho những anh chị khách hàng ở trong room của em đây. Đây em có đánh giá về cái diễn biến của thị trường ở giai đoạn hiện tại. Em đi từng cái nến một ha, thì ở đây em sẽ phân tích lại cho mọi người luôn.
Ê, mọi người thấy nè, đầu tiên là em đánh giá cây nến ngày 15 tháng 4. À, đối với em, cây nến ngày 15 tháng 4 là cây nến đầu tiên mà thị trường xuất hiện một cái lực bán với lại biên độ lớn. À, trước đó chúng ta đã xuất hiện lực bán nha mọi người thấy không? Đây, cây nến này. À, liên tục là những cây nến bán với volume lớn rồi. Nhưng mà cây nến đầu tiên mà mở biên, tức là mở rộng biên độ chính là cây nến ngày 15 tháng 4. À, thì sau cây nến này thì VN-Index đã phá vỡ cái trạng thái cân bằng của nó là 1230 1280. À, phá vỡ cái trạng thái cân bằng của nó. À, nếu anh chị đang mà xem kênh của em nhiều thì anh chị biết được cái lúc mà thị trường nó quay ngược về lắp lại cái gap 1160, 1170 này thì em cũng đã nói rằng thị trường sẽ phải sideways, tức là thị trường sẽ chưa lên tiếp được bởi vì cái lượng cầu ở phía trên là quá yếu. À, và cái nhịp hồi lên biên trên này là 1270, 1280 là cái nhịp hồi để chúng ta giảm margin, à, chúng ta giảm bớt cái tỷ trọng danh mục và chúng ta sẽ chờ cover lại khi mà thị trường nó quay về test lại cái biên dưới này. À, và cá nhân em cũng không ngờ rằng là cái nhịp test biên dưới của nó là một cái nến đánh thủng cả cái vùng hỗ trợ bên dưới luôn, à, là 1230, à, và đã kích hoạt cái lực bán. Thì sau cái nến này gần như là thị trường đã phá vỡ cái trạng thái cân bằng, à, trước đó nó cân bằng mà, à, nhưng mà sau cái nến này thì nó phá vỡ cái trạng thái cân bằng và cung áp đảo hoàn toàn so với cầu. À, bên cạnh đó thì xuất hiện thêm một đa số nhà đầu tư cá nhân kẹp hàng ở phía trên này nữa, à, người ta sẽ bán ra với sự hoảng loạn, à, và thì khiến thị trường giảm rất nhanh, à, trong một thời gian ngắn, à, 100 điểm trong 4 phiên. À, thì sau cái chuỗi giảm điểm đó, cung áp đảo so với cầu, thì khi mà nó chạm vào cái hỗ trợ đầu tiên là 1200 thì bắt đầu đã có phản ứng. Mọi người thấy không, cây nến này, cây nến ngày 16 tháng 4, à, cái giá thấp nhất ở trong cây nến đó chính là ngày 1191, sau đó kéo ngược lên lại và đóng cửa được ở mức là 1215, đồng nghĩa là quanh cái vùng 1200 điểm này đã có cầu tham gia. Đây mình kéo vào cái đường ha, đã có cầu tham gia. Thì anh chị nhớ không, ngay buổi chiều ngày hôm đó em làm cái buổi livestream, à, cái buổi livestream đó em nói về cái vấn đề đó chính là gì, à, là sau một cái nến rút chân như vậy thì cái mà chúng ta cần lưu ý là gì. Đấy, mọi người thấy, à, đây chính là cái ngày hôm đó này, à, rút chân cực mạnh này, kịch bản ngày mai này. À, thì em có nhấn mạnh với mọi người là sau một cái nến rút chân thì thị trường phải tiếp diễn được cái lực cầu, à, tức là cái lực cầu đó phải thể hiện được sức mạnh của nó ở ngày hôm sau đó, để nó cho thấy rằng là gì, à, là nó đã chấp nhận tham gia bán đáy ở cái vùng 1200 thì nó cũng phải chấp nhận tham gia bán đáy ở cái vùng ở phía trên nó 1215, 1220. Nếu mà nó không tiếp tục được cái lực cầu đó, tức là lượng thị trường nó quay về cái vùng giá thấp, à, nó tạo cái điểm mua giá rẻ, thì khi đó khả năng thị trường vẫn sẽ còn điều chỉnh tiếp và đây sẽ chưa được xem là cái đáy số 1. À, đây sẽ chưa được xem là cái đáy số 1. Đây em đánh giá từng phiên một cho anh chị khách hàng của em buổi sáng ngày hôm nay. À, để chúng ta có một cái overview, chúng ta có một cái tổng thể cho nên nhìn lại cái giai đoạn vừa rồi khi mà thị trường giảm điểm. À, từng phiên nó thể hiện cái điều gì? Cung cầu nó như thế nào, ra làm sao? Để em nói này, à, em đánh giá vừa rồi em nói chen với mọi người thôi. Đây ha. À, lúc đó em đánh giá là thị trường buộc phải test lại hai đáy, mọi người nhớ không? Sau cái nến này là ngay lập tức em nói với mọi người là thị trường buộc phải có retest lại hai đáy. À, bởi vì mình đã xem tất cả những cái đợt điều chỉnh lớn trước đó ở thời điểm 2020 và 2022. À, thì trong tất cả cái đợt điều chỉnh lớn đó thì thị trường đều phải retest là ít nhất là hai đáy. Đây mọi người thấy nè. À, cái này không phải lần đầu mà nói ha. Ít nhất là hai đáy, thậm chí là có những nhịp điều chỉnh là ba đáy. À, nhưng mà cơ bản là phải cần retest lớn nhất là hai đáy để nó cho thấy rằng là gì, à, là lượng cung ở cái đáy sau nó đã suy giảm đi so với cái đáy trước rồi. À, mục đích của cái đáy số 2 nó cũng mang tính chất là rũ bỏ nữa, à, để ép bán cái lượng nhà đầu tư cá nhân bắt đáy ở cái đáy số 1. À, đó lý do vì sao chúng ta không nên tham gia bắt đáy hay là mua thêm quá sớm mà chỉ nên tập trung, à, follow cái đáy số 1 để cơ cấu danh mục và chờ cover ở cái đáy số 2. À, và thậm chí đối với những anh chị nào mà hiện tại đối với em á, mà anh chị gọi là xác định là nắm giữ cổ phiếu hay là xác định là đi theo cái xu hướng tăng của thị trường thì mọi người cũng không cần quá quan tâm tới cái đá số 1, bởi vì đơn giản là chúng ta biết rằng kiểu gì thị trường cũng sẽ cần thêm một cái đá số 2 để retest lại cái lượng cung. À, nên ở những cái nhịp hồi đầu tiên mọi người sẽ không cần tham gia quá sớm, mọi người có thể chấp nhận mua cao hơn một xíu cũng được. À, nhưng miễn sao ở cái đá số 2 nó có đủ bốn cái quá trình, bốn cái giai đoạn tạo đáy mà trước đó em nói với mọi người để nó cho thấy rằng là cái lượng cầu đã chấp nhận mua lên ở cái vùng giá cao hơn. Đấy. Rồi em đánh giá cái nến ngày 16 tháng 4 ha, là cái nến mà em nói rằng là lượng cầu thực ra đã chấp nhận tham gia ở 1200 rồi, nhưng mà nó không tiếp diễn được sau đó. À, thì bắt đầu tới cây nến ngày 19 tháng 4 nè, là cây nến ngày thứ sáu vừa rồi đó, đây em nói nè. À, với cây nến ngày 16 tháng 4 ha, thì nó đã có bắt đầu một số những cái dấu hiệu tích cực. Đây đây. À, 19 tháng 4 chứ, đây. Thị trường mở gap down đúng không? Mọi người nhớ không? Sáng thứ sáu chúng ta mở gap down, à, do chứng khoán thế giới ngày hôm đó giảm khá là sâu, đặc biệt sáng ngày hôm đó giá dầu lên tới 86 90 đô. À, nó cho thấy rằng là cái căng thẳng ở Trung Đông khiến cho đa số nhà đầu tư trên toàn thế giới đều quan ngại về cái vấn đề. À, đó chính là việc mà giá dầu tăng lên cao buộc CPI của Mỹ sẽ tăng lên tiếp và khi đó cái vấn đề Fed giảm lãi suất chắc chắn sẽ còn kéo dài. À, chắc chắn sẽ còn kéo dài. À, thì mọi người thấy được là cái ngày hôm đó đó thì chỉ số giảm nhanh về cái vùng hỗ trợ 1160, 1170 và một lần nữa sức mạnh của cầu giúp VN-Index bật tăng trở lại về gần cái mức tham chiếu. Nhưng mà lượng cung cuối ngày vẫn gia tăng khiến cho VN-Index quay đầu trở về. Đánh giá của em về cái nến ngày thứ sáu, lực cầu gia tăng nhưng cung thực tế vẫn mạnh khiến VN-Index tạo một cái nến spinning top. Nó thể hiện cái sự cân bằng ngắn hạn giữa cung và cầu. Tức là cây nến ngày hôm thứ sáu vừa rồi, nó thể hiện rằng là về cơ bản cung và cầu đã tạm thời cân bằng được với nhau. À, cái cây nến này nó sẽ chuẩn hơn nè. Cây nến ở trên
Army Broker sẽ chuẩn hơn đây, một cái nó spinning top có đuôi dưới và có đuôi trên. Đuôi dưới thể hiện rằng có cầu tham gia quanh 1150, 1170. Đuôi trên thể hiện rằng lượng cung vẫn bán ra ở cái vùng kháng cự trên tầm 1190 cho tới 1200 điểm. Đấy, nó là sự cân đối với nhau và sự đối kháng với nhau giữa cung và cầu. Cầu ở vùng thấp 1150, 1160, cầu ở vùng cung ở vùng biên trên 1190 tới 1200 điểm. Đấy, đó là cái sự cân bằng. Mọi người thấy đúng không? Nếu mà chúng ta chỉ nhìn cái nến này thì có thể không thấy rõ nha. Mọi người mở cái đồ thị giờ ra mình nhìn thấy rõ hơn. Nó có sự đối kháng với nhau mà. Đấy, cản biên trên là vùng phía trên này và vùng cầu phía dưới là cái vùng ở đây đấy, và thậm chí mọi người muốn nhìn kỹ hơn thì mở đồ thị 15 phút ra đấy, nó có sự đối kháng đối lập với nhau. Cung thì tán ra ở phía trên, cầu thì hấp tụ ở phía dưới đấy, nó mới tạo ra cái vùng cân bằng ở quanh giai đoạn này đấy. Thì em mới nhấn mạnh, do đó phiên ngày hôm nay sẽ đóng vai trò quan trọng trong cái việc là xác định phe nào sẽ chiếm ưu thế ở cái giai đoạn này, ở cái vùng hỗ trợ 1160, 1170 này. Tức là nó sẽ tương tự cái nến ngày 16 tháng 4 à, tương tự cái nến ngày 16 tháng 4 là cái nến này. Tức là sau một cái nến rút chân, sau một cái nến cầu thể hiện sức mạnh ở vùng 1200 đã thất bại rồi thì buộc nó phải lui, về một cái vùng hỗ trợ thấp hơn. Thì ở cái vùng 1150, 1160 này thì cơ bản là gì, là nó đã thể hiện được sức mạnh của nó à, nó đã có một, nó cần phải có một cái nến tiếp tục tiếp diễn được cái lực cầu ở trong cái ngày thứ sáu vừa rồi. Đây nó nè, sau nỗ lực của cầu thì buộc phiên ngày hôm nay nỗ lực là phải tiếp diễn giúp cho VN-Index hình thành một cái phiên tăng điểm. Và em nói rằng là nếu VN-Index bật tăng được với biên độ lớn hơn 0,5% thì sẽ xác lập được cái đáy số 1. Thì cơ bản là phiên ngày hôm nay đã xác lập được cái đáy số 1. Tức là mình đã có một cái phiên mà cầu chấp nhận mua lên giá cao hơn một xíu à, sau một cái nhịp mà cầu hấp thụ lượng cung ở giá thấp, thì ngày hôm nay cầu tiếp diễn tăng lên à, giúp cho VN-Index thể hiện được là lực cầu đã bắt đầu chấp nhận mua lên ở cái vùng giá cao hơn. Và tất nhiên thì nó sẽ chưa đủ sức để cho VN-Index hình thành được cái vùng đáy. Bởi vì mọi người đừng bao giờ quên cái câu nói của em, thị trường sẽ cần đáy số 2. Thì thị trường sẽ cần kiểm định ít nhất là hai đáy. Tại sao em không nói là hai đáy mà em nói là ít nhất là hai đáy? Bởi vì có thể là ba đáy, có thể là bốn đáy, miễn sao ở những cái đáy đó nó phải thể hiện được rằng là cái lượng cung đã suy yếu đi. Chứ nếu ở cái đáy số 2 mà cái lượng cung vẫn lớn à, giá giảm vol vẫn tăng thì đồng nghĩa là khả năng thị trường nó sẽ giảm tiếp à, mọi người hãy nhớ giùm em cái đó nha à, không mặc định là hai đáy nhưng hãy nhớ giùm em là ít nhất là hai đáy, và có thể đừng quan tâm gì em cái đáy số 1. Đáy số 1 là cái đầu tiên để chúng ta biết được là thị trường đã tạm cân bằng à, đã có điểm đến và đã có cầu hấp thụ vào, nhưng mà nó chưa đủ điều kiện để cho chúng ta xác định rằng thị trường đã tạo đáy, mà nó buộc phải có quá trình kiểm định ở phía sau. Thì có quá trình kiểm định ở phía sau đó em sẽ đồng hành cùng với mọi người à, em sẽ đánh giá phân tích cùng với mọi người để biết được rằng hiện tại cầu đã chấp nhận vào hay chưa, thị trường đã bắt đầu test lại cung, kiểm tra cung thành công hay chưa à. Và hãy nhớ giùm em bốn cái giai đoạn tạo đáy. Đây em vẫn nói là trường hợp hai, trong trường hợp mà ngày hôm nay vẫn quay giá đỏ, vẫn giữ giá quanh tham chiếu hoặc là giá đỏ, thì đồng nghĩa là thị trường vẫn sẽ còn giảm tiếp bởi vì chưa có đáy một. Và ngày hôm nay về cơ bản chúng ta đã hình thành được cái đáy số 1, tức là chúng ta đã có cầu tham gia à, và tiếp diễn được cái lực cầu ở trong ngày thứ sáu vừa rồi. Nó cho thấy rằng cái lực bán ở cuối ngày thứ sáu vừa rồi, một phần nó muốn gọi là rũ bỏ nốt cái lượng margin bán ra sau 2 giờ à, thực tế lực cầu đã tham gia từ lúc 1 giờ cho tới 2 giờ rồi à, cái giai đoạn mà giúp cho thị trường chạm về gần cái mức tham chiếu đó là lực cầu đã tham gia ở cái đến 1 giờ đó à, và chúng ta bán nhanh ở gần sau 2 giờ à, ở thời điểm mà cận cuối phiên à, thì thời điểm đó là thời điểm mà đa số sẽ ép vọt sell một số cổ phiếu, một số tài khoản mà có tỷ lệ tài khoản quá cao à, quá thấp á, à, sẽ bị ép vọt sell à, tức là cái tỷ lệ margin nó cao thì sẽ bị ép vọt sell, thì nó bán ngược trở lại ở cái nến 2 giờ đó. Nhưng mà rõ ràng mình thấy được là đã có cầu tham gia ở cái nến đó đấy, thì phiên ngày hôm nay tiếp diễn được cái lực cầu đó, đó là điểm cộng duy nhất ở trong phiên ngày hôm nay giúp cho thị trường bật trở lại à, nhưng mà em nói rồi à, chúng ta đã trải qua một đợt giảm 100 điểm thì phiên ngày hôm nay thị trường hồi trở lại à, nó không đồng nghĩa rằng thị trường đã tạo đáy. Mọi người hãy nhớ như cái đó, sau một đợt giảm 100 điểm thì cái việc hồi lại 15 điểm nó không đồng nghĩa là thị trường đã tạo đáy, nhưng nó cho mình biết được thị trường đã cân bằng à, và chúng ta đã có đáy số 1. Đây, đó là tín hiệu tích cực đầu tiên sau một cái chuỗi bi quan tiêu cực của nhà đầu tư. Thì bây giờ câu chuyện là sau đáy số 1 thì mình sẽ làm cái gì, đúng không? Thì nãy giờ chúng ta gọi là đi vẽ là cái bức tranh à, chúng ta định hình là cái bức tranh ở giai đoạn vừa rồi để chúng ta biết được là chúng ta đang ở đâu à, và từ đó chúng ta sẽ có định hình cái hành động à, cái động thái của mình ở trong giai đoạn tới à, sau cho nó phù hợp đấy. Thì đây bây giờ chúng ta sẽ cùng nhìn cái diễn biến của thị trường giai đoạn hiện tại. Thì chúng ta đã xác lập được cái đáy số 1 loanh quanh cái vùng 1150, 1160 này. Tức là chúng ta sẽ có cầu loanh quanh đây. Đấy, một cái đường màu xanh được em vẽ ra à, thể hiện sức mạnh của cầu. Cái nến ngày hôm nay volume khá thấp, nó thể hiện nhiều yếu tố, nó thể hiện nhiều câu chuyện. Đầu tiên sẽ là câu chuyện gì? Là tâm lý nhà đầu tư rất thận trọng ở trong giai đoạn này. Thận trọng đơn giản là bởi vì chúng ta sẽ đối diện với một cái kỳ nghỉ lễ kéo dài. À, tuần sau là chúng ta sẽ nghỉ lễ, sau khi hết tuần sau chúng ta sẽ nghỉ lễ 30 tháng 4, 1 tháng 5. Chúng ta nghỉ thứ 2, thứ 3, thứ 4 à, cho tới thứ 5, thứ 6 chúng ta mới bắt đầu giao dịch trở lại. Vậy đồng nghĩa là chúng ta sẽ có một đợt nghỉ lễ kéo dài rất dài à, và với một cái đợt nghỉ lễ kéo dài rất dài đó thì chắc chắn trước khi nghỉ lễ đa số nhà đầu tư cá nhân người ta cũng sẽ ngại, người ta cũng sẽ sợ. Bởi vì trong một cái bối cảnh mà nền kinh tế đang bất ổn hay thậm chí là địa chính trị đang bất ổn, chiến tranh giữa Iran và Israel vẫn có thể diễn ra trong thời gian đó, thì rõ ràng là người ta sẽ không dám quá mạo hiểm
trước thời điểm nghỉ lễ. Bởi vì lỡ ra trong nghỉ lễ chiến tranh nó căng thẳng lên thì sao? Chứng khoán thế giới thì vẫn giao dịch mà. À, chứng khoán thế giới thì vẫn biến động. Thì trong trường hợp mà chứng khoán thế giới nó giảm mạnh ở trong thời điểm đó thì chắc chắn nhà đầu tư sẽ không kịp phản ứng ở giai đoạn sau lễ. Vì đối với một số nhà đầu tư tâm lý an toàn thì họ sẽ có sự chờ giai đoạn sau lễ để mua hay bán. Tức là cả mua bán luôn. Những ai cầm tiền, những ai cầm cổ phiếu thì thậm chí là họ sẽ chờ sau lễ để mua bán luôn. Hoặc là họ sẽ tranh thủ bán trước lễ. Nhưng mà về chịu mua nha, thì khả năng đối với em phải tầm 70-80% là nhà đầu tư sẽ chờ sau lễ để mua. À, bởi vì nhà đầu tư giai đoạn vừa rồi đa số sẽ bị hoảng sợ rồi. À, nhà đầu tư đang bị tâm lý rất là nặng rồi. Thì đa số họ sẽ có xu hướng là chờ cái sự an toàn. Họ muốn cảm thấy một cái sự an toàn hơn. À, thì bây giờ muốn cảm thấy an toàn thì phải chờ sau lễ. À, sau khi mà những cái biến động chiến tranh nó tạm lắng đi. À, sau 1-2 tuần gì đó mà Israel không có sự phản đòn, Iran không có sự căng thẳng nữa thì khi đó có thể họ sẽ an tâm hơn trong cái việc là mua bán cổ phiếu. À, lúc đó thì có thể là thị trường sẽ ổn định hơn và lượng cầu sẽ tham gia vào thị trường tốt hơn. Nên chúng ta không thể nào mà mong chờ vào một cái phiên mà thị trường có biên độ giao dịch khối lượng giao dịch quá lớn được ở giai đoạn trong tuần này. Đấy, mọi người phải định hình cho em cái đó. À, nhưng mà chúng ta vẫn sẽ đo được cái cung cầu nha. Chúng ta vẫn sẽ đo được cái cung cầu bằng tốc độ tăng giá. Ở đây đơn thuần đơn giản như thế này thôi. Ngày hôm nay thị trường tăng 1,3% với volume duy trì ở mức khoảng 15.000 tỷ, ở gần 16.000 tỷ. Thì phiên ngày mai nếu thị trường có đi ngang hay thậm chí là giảm thì volume đừng lớn hơn cây nến ngày hôm nay. Bởi vì nếu volume ngày mai thị trường giảm điểm biên độ tương đối, tương đối ở đây có thể là sẽ giảm khoảng tầm 0,5-1%, giả sử như vậy đi ha, hay thậm chí là đi ngang thôi, giữ giá quanh tham chiếu thôi, nhưng volume lại lớn hôm nay rất nhiều, thậm chí là ngày mai có thể là 20.000 tỷ, 21.000 tỷ. Thì khi đó nó thể hiện rằng là gì? À, là cái cung giá cao vẫn nhiều. Thì khi đó có thể là VN-Index sẽ chưa đi lên tiếp được mà thậm chí sẽ bị dẫn lại luôn ở quanh cái vùng đó, và chúng ta sẽ test luôn cái đá số 2. Còn trong trường hợp nếu mà ngày mai chúng ta vẫn là một phiên tăng điểm nhẹ, volume duy trì ở mức trung bình, thì cơ bản nó vẫn sẽ tốt. Bởi vì đơn giản là nó thể hiện rằng là gì? Là cái lượng cung ở đây vẫn chưa tiết ra, nó vẫn chưa bán ra. Thì cái vùng cung thật ra hiện tại của thị trường nó sẽ lên quanh khoảng tầm 1.200. Bởi vì ngày hôm trước mình test xem 1.200, thì khi đó 1.200 trước đó là hỗ trợ thì bây giờ nó là kháng cự. Thì bây giờ em sẽ kẻ cho anh chị một cái đường ngang ở đây là cái đường màu đỏ đi ha. Đây sẽ là một cái đường màu đỏ. Đường màu đỏ thể hiện cung, đường màu xanh thể hiện cho cầu. Đây mình đổi cái nến này thành màu xanh luôn đi, cái mũi tên là màu xanh cho dễ hình dung. Đấy, thì rõ ràng mình thấy hiện tại định hình chúng ta là chúng ta đã có biên. Đấy, biên chúng ta là bây giờ là đây 1.160, biên trên là 1.200. Tại bây giờ chúng ta đừng kỳ vọng quá nhiều vào việc là VN-Index sẽ qua được 1.200 ở trong ngắn hạn, mà có thể khi chạm về khoảng tầm 1.195-1.200 thì khả năng chúng ta sẽ bị bán ngược trở về, do cái lượng cung ở phía trên này vẫn khá là lớn, và do cái trạng thái tâm lý cầu của nhà đầu tư vẫn sẽ khá là thận trọng ở giai đoạn trước lễ. Nên chị đang mà hiện tại đang cầm cổ phiếu, đang cầm danh mục, thì về cơ bản là chúng ta sẽ ưu tiên cơ cấu là lăn quanh cái vùng 1.195 cho tới 1.200 này. Đấy, chúng ta xác định rằng là khả năng thị trường sẽ chưa vượt qua được ngay lập tức. Có thể nếu mà có cân bằng, có sai quay lại thì dao động sai quay ở trong cái vùng này, nhưng mà sẽ chưa vượt qua được trên cái ngưỡng này ngay lập tức, bởi vì chúng ta đang bị thiếu động lực cung cầu, đang bị thiếu động lực cung cầu. Rồi về cái diễn biến test lại đáy, kiểm tra là cái đáy số 2. Thực ra ở cái nhịp hồi đầu tiên á, thì như em nói với anh chị, bản chất là gì? Là sau khi bị bán, sau khi xuất hiện những cái nhịp cao trào bán, đặc biệt là cái gap ngày thứ 6 vừa rồi, rõ ràng cái gap đó là một cái gap kích bán nha. Anh chị cứ hình dung đơn giản, bây giờ đứng ở góc độ tâm lý nhà đầu tư đi, ở một cái phiên giao dịch mà thị trường mở gap down hơn 1% ngay từ đầu ngày, và ép bán xuống thấp nhất ở trong phiên có thời điểm là giảm hơn 2%, thì khi đó chắc chắn cái phiên đó sức ép tâm lý là rất lớn, nên phiên này đồng nghĩa là một cái phiên cao trào, có thể xem là một cái phiên ST, một cái phiên selling climb, tức là một cái phiên bán cao trào, nó kích bán mà nó mở gap mà, thì sau một cái phiên selling climb như vậy thì thị trường sẽ bắt đầu có những cái nhịp hồi tự nhiên, những cái nhịp hồi mà mọi người cứ hình dung đó chính là những cái nhịp hồi mà sau khi cung đã bắt đầu suy yếu rồi, bắt đầu chỉ còn một cái lượng cầu nhỏ tham gia bắt đáy thôi, nó giúp cho VN-Index bật trở lại, nhưng mà cầu này nó chỉ thể hiện sức mạnh của cầu giá thấp thôi, nó chỉ thể hiện sức mạnh của cầu lên quanh 1.260-1.270 thôi, nó chưa thực sự thể hiện được sức mạnh của cầu giá cao. Cầu giá cao là gì? Là khi nào mà nó vượt qua 1.200, nó vượt qua 1.200. Nếu nó vượt qua 1.200 mà có volume tăng thì đồng nghĩa khi đó là cầu chấp nhận hấp thụ là cái lượng cung giá cao đó, thì chắc chắn lúc đó là thị trường khả năng là sẽ gì? Sẽ tạo đáy sớm hơn. Bởi vì đơn giản là bây giờ câu chuyện ở đây là câu chuyện khi nào cầu chấp nhận mua lại thôi. Bởi giai đoạn vừa rồi đa số là nhà đầu tư cá nhân sẽ bán ra, và thậm chí giai đoạn này á, đặc biệt là ở cái tuần mà trước nghỉ lễ nè, thì đa số nhà đầu tư cá nhân cũng sẽ không dám mua. Thì cái giai đoạn này nếu mà đo lường được cầu á, mà thực sự mà cầu thể hiện được sức mạnh của nó, ví dụ nó vượt qua được 1.200, nó vượt lên trên 1.200 mà có sự gia tăng của volume, thì nó sẽ thể hiện ý chí của tạo lập, ý chí của tổ chức rất lớn. Bởi vì rõ ràng giai đoạn này đa số nhà đầu tư cá nhân sẽ không dám tham gia quá nhiều, nên ở những cái giai đoạn mà gọi là chống chống nhà đầu tư cá nhân, tức là nhà đầu tư cá nhân ngại tham gia mua bán ở giai đoạn này á, thì rõ ràng nó sẽ là một cái công cụ để đo lường về cung cầu rất tốt cho chúng ta về diễn biến của thị trường. Thì trước mắt đối với em, đầu tiên
follow nhịp bull này, đánh giá cái độ bull, tức là cái khả năng đi lên của nó, cái mức độ, cái target của cái nhịp hồi đầu tiên này dựa vào tốc độ tăng giá. Tốc độ tăng giá đơn thuần, giá tăng vol tăng, giá giảm vol giảm. Nếu một hai phiên tới xuất hiện một cây nến giảm hoặc là một cây nến đi ngang với biên độ lớn, hoặc là trong phiên biến động biên độ lớn, volume nó lớn, thì đó là dấu hiệu đầu tiên cho thấy rằng khả năng nó sẽ bị chững lại quanh đó, tức là đó là cái vùng đầu tiên cung bắt đầu bán. Còn nếu một hai phiên sau mà volume vẫn tắt thì không lo, không lo vấn đề đó, quan trọng là volume lớn mà, volume lớn mới đáng lo. Em lấy ví dụ cho mọi người nha, đây mình nhìn về đây thôi, những cái đợt hồi đầu tiên thì nó cũng có những cái ví dụ đơn giản như thế này. Đây ngàn trước nói với mọi người rồi, đây đây là cái nỗ lực phục hồi đầu tiên đúng không, thì sau một cái nến bắt đầu có cầu vào, ngày hôm sau tiếp diễn cầu, hợp lý chưa? Giống như những phiên ở đây chưa, thì sau đó bắt đầu chỉnh đại nhưng volume bán ra bắt đầu lớn lên, bắt đầu có sự gia tăng của volume, tức là đối với em volume gia tăng lên nhưng mà giá không tăng đã là vấn đề rồi, volume tăng mà giá không tăng là vấn đề rồi, cho thấy cung bắt đầu bán ra, cho thấy cung bắt đầu bán ra. Còn nếu một hai phiên sau này, của sau phiên ngày hôm nay đó, một hai phiên sau đó mà volume vẫn duy trì ở mức như hiện tại, trung bình như hiện tại, thì mình không có lo, mình không cần lo, có thể nó sẽ tăng được tiếp lên, chạm lên trên 1.200, thậm chí là vượt qua 1.200, nhưng mà ở lân quanh cái vùng 1.200 đó là cái vùng mà cung sẽ mạnh đó. Cung sẽ gia tăng đó, nên tạm thời cái vùng đó là cái vùng mà chúng ta sẽ tập trung để cơ cấu danh mục của mình. Cơ cấu ở đây không phải là chúng ta sẽ bán sạch danh mục rồi chúng ta đi ra ngoài, vì nếu mà muốn bán sạch danh mục, muốn đi ra ngoài thì bản chất là chúng ta đã bán ở cái cây nến giảm đầu tiên rồi. Mọi người dùng một cây nến giảm đầu tiên là cái nến mà đã kích hoạt cái xu hướng giảm đợt này đúng không? Đó là cái nến phá vỡ sự cân bằng mà. Thì rõ ràng nếu mà muốn đứng ngoài hoàn toàn, gọi là cơ bản là chúng ta muốn bán toàn bộ danh mục đi ra ngoài, thì chúng ta phải bán ở đây rồi, chứ phải chờ tới đây để bán. Mà rõ ràng như anh chị đang mà hiện tại đang cầm cổ phiếu nhân thì như anh chị đang mà hiện tại đang cầm danh mục, thì đa số mọi người đều đang giữ một cái kỳ vọng rằng thị trường vẫn là uptrend. Mọi người đang giữ một cái kỳ vọng rằng thị trường vẫn là uptrend, và anh chị đang đa số là danh mục giai đoạn vừa rồi có lãi, danh mục mọi người giữ đang có lãi và mọi người có vị thế danh mục khá là tốt, thì mọi người có thể chủ động được ở trong cái đợt giảm lần này. Và nếu anh chị đang mà có giữ được sức mua chủ động thì hoàn toàn có thể canh để mua thêm, giảm giá vốn sau những cái đợt chỉnh chỗ này. Bởi vì nếu mà sau những cái đợt chỉnh như này mà VN-Index vẫn tiếp diễn đi lên được ở đoạn sau, thì về cơ bản đây chính là những cái cơ hội để chúng ta gì giảm cái giá vốn xuống và gia tăng thêm cái vị thế của mình. Nếu như trước đó chúng ta mua ở cái giá quá cao chẳng hạn vậy, hay là chúng ta không mua được quá nhiều cổ phiếu ở cái vùng thấp, thì những cái đợt điều chỉnh này về cơ bản ở trong xu hướng tăng là luôn luôn có. Giống như giai đoạn 2020-2022 luôn luôn sẽ có ít nhất những cái đợt giảm từ 10 cho đến 15%. Trước đây em nói là từ giai đoạn 2020 cho tới 2022 là có 3 đợt giảm biên độ lớn. Hai đợt là 14%, một đợt là 17%. Cái đợt này hiện tại là VN-Index đang giảm khoảng 10%, nên nó vẫn còn dư địa giảm. Em dùng cái từ là dư địa giảm, nó tức là nó vẫn có thể giảm thêm 5% nữa. Ví dụ ở cái đá số 2 chẳng hạn vậy, nó giảm thêm khoảng tầm 3-4% nữa vẫn được mà. Nó vẫn nằm trong cái biên độ cho phép. Nhưng quan trọng là ở cái nhịp hồi đầu tiên này, chúng ta phải làm gọn danh mục. Đấy, cắt tỉa danh mục. Cắt tỉa ở đây là sao? Đầu tiên, xác định giùm em đâu đó khoảng tầm 5 cổ phiếu, tối đa 5 cổ phiếu. Hiện tại nếu anh chị đâu đang cầm 10, 20 thì buộc phải giảm về giùm em. 5 cổ phiếu này là 5 cổ phiếu chủ đạo ở trong cái xu hướng uptrend, hay là trong cái quý 2 sắp tới mà mọi người có kỳ vọng tích cực ở trong quý 2 sắp tới. Ví dụ sắp tới room của em là gì? Là sẽ có một cái list đầu tư trong quý 2, là những cổ phiếu mà em đánh giá rằng có khả năng vẫn duy trì được tăng trưởng về doanh thu và lợi nhuận ở trong quý 2. Bởi vì nói với em đơn giản thôi, nếu mà doanh nghiệp vẫn duy trì được tăng trưởng về doanh thu và lợi nhuận thì doanh nghiệp đó vẫn còn câu chuyện để tăng giá. Đấy. Nhìn về giai đoạn downtrend 2022 thì rõ ràng tất cả những cổ phiếu sau đó đa số đều không duy trì được cái mức tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận. Ví dụ như Hòa Phát tạo đỉnh thì bản chất đã tạo đỉnh trước khi thông tin Tân Hoàng Minh nó ra rồi. Nó tạo đỉnh từ quý 3 2021 kìa. Và bắt đầu từ 2022, đầu 2022, bắt đầu tháng 3, tháng 4 thị trường bắt đầu giảm mạnh. Lúc đó là bắt đầu có tin Tân Hoàng Minh. Nhưng mà những cổ phiếu mà gọi là cơ bản đó, nó đã tạo đáy, đã tạo đỉnh trước thị trường rồi. Nó tạo đỉnh khi nào? Khi mà nó không còn động lực tăng trưởng về doanh thu và lợi nhuận nữa. Đồng nghĩa nếu mà doanh nghiệp nào, ngành nào vẫn còn động lực tăng trưởng về doanh thu và lợi nhuận, đồng nghĩa doanh nghiệp đó, ngành đó vẫn còn câu chuyện để hút tiền, để kéo tiền ở trong giai đoạn quý 2 sắp tới, thậm chí là quý 3, quý 4. Mình phải xác định cái đó nha. Tức là kỳ vọng vẫn còn, hay niềm tin của nhà đầu tư vẫn còn ở ngành đó. Đấy, còn nếu mà thực sự đã tăng quá nhiều rồi, ngành đã bắt đầu đạt mức tăng trưởng tối đa rồi, không còn động lực nữa, không còn những câu chuyện mới để kể nữa. Ví dụ ngày hôm trước em liệt kê cho mọi người ngành chứng khoán câu chuyện là gì, nó vẫn có câu chuyện của nó. Đây một vài ông vẫn đang tăng vốn mà chưa thực hiện, nhưng ông đó vẫn đang chờ cái gì, chờ cái việc được ký quỹ cho nước ngoài. Rồi vận hành KDS có tốt hay không, thực tế là vẫn tốt cho ngành chứng khoán. Tất nhiên nó sẽ cần thời gian là gì, để thích nghi. Các công ty chứng khoán mọi người cứ hình dung đi, sau hơn 20 năm áp dụng hệ thống cũ thì bây giờ áp dụng hệ thống mới, buộc nó phải có thời gian để thích nghi, để điều chỉnh, để sửa chữa. Thì trong thời gian đó có thể nó vẫn chưa được hưởng lợi quá nhiều, nhưng về mặt lâu và dài thì chắc chắn là được hưởng lợi, vì nó cải tiến mà, nó cải tiến so với lại phiên bản cũ. Nó giúp cho cái hệ thống dịch có thể được thanh toán nhanh hơn, thay vì là T cộng 2.5 thì bây giờ có thể là T1.
thậm chí sắp tới là T0. Nhưng mà đó là những cái trong tương lai nha. Em thì em chưa kỳ vọng T0 bởi vì nó sẽ có nhiều vấn đề lắm. Cái việc thanh toán bù trừ và T0 nó sẽ rất là khó. Nâng hạng thị trường, đó là những câu chuyện chứng khoán có thể kể. Ngành thép cũng vậy, ngành thép có những câu chuyện của riêng nó. Đúng không? Như ngày hôm trước em lấy đại diện là Hòa Phát thôi. Rõ ràng bây giờ giá thép đã bắt đầu tăng lên từ vùng đáy. Và bây giờ mọi người cứ nói với em bây giờ, nếu mọi người hình dung là bây giờ giá thép, mọi người đánh giá như em, nếu ở vùng đáy như hiện tại thì giá thép nó sẽ còn giảm sâu được bao nhiêu nữa? Và trong trường hợp nếu mà giá thép tạo đáy thì chắc chắn sẽ là câu chuyện như ngành thép đi lên. Và đối với em, ngành thép ở Việt Nam nha, đã qua đáy lợi nhuận rồi, chỉ là câu chuyện khi nào phục hồi thôi. Đã qua đáy lợi nhuận rồi. Bởi vì theo em nghiên cứu ở giai đoạn 2021, lúc đó ngành thép có rất nhiều doanh nghiệp phải bán dưới giá vốn, và sau đó thì VSA, tức là Hiệp hội Ngành thép Việt Nam, là gần như đã giới hạn cái mức giá thép đó, ở cái ngưỡng đó sẽ không được bán thấp hơn nữa rồi. Nên mọi người cứ hình dung đơn giản là ngành thép đã qua đáy lợi nhuận rồi. Bây giờ câu chuyện là khi nào nó quay lại thôi, khi nào nó có câu chuyện về ngành bất động sản phục hồi trở lại ở Trung Quốc, có thể giúp cho cái nhu cầu thép tăng lên thôi. Chứ về cơ bản là ngành thép đã qua đáy lợi nhuận rồi, đối với em là như vậy. Hoặc là giá thép tăng, hoặc là một câu chuyện nào đó về ngành nó thúc đẩy tăng trưởng. Như Hòa Phát thì vẫn đang xây dựng, Du Quốc Khai đó là một câu chuyện tích cực mà em đánh giá. Với lại là vừa rồi em có nói với mọi người là ở cái cuộc họp cổ đông của Hòa Phát thì Hòa Phát cũng nói rằng là họ đã xử lý hoàn toàn cái lượng hàng tồn kho giá cao rồi, nên bây giờ là họ chỉ đang có hàng tồn kho giá thấp thôi. Thì với cái lượng hàng tồn kho giá thấp đó thì rõ ràng họ vẫn có một cái dư địa và cũng như là có cái động lực để xử lý cái, để có thể bút được lợi nhuận nhiều hơn ở trong những cái quý sắp tới nhé. Còn cái lượng hàng tồn kho giá cao thực tế đã được sử dụng ở trong những cái giai đoạn mà thị trường khó khăn rồi. Lúc đó thì họ biết rằng là thị trường khó khăn nên họ sẽ sử dụng cái lượng hàng tồn kho giá cao. Vì khi đó có lỗ thì nhà đầu tư cá nhân cũng không có quá tiêu cực. Nhà đầu tư biết là sẽ lỗ mà, nên nhà đầu tư không quá tiêu cực. Nhưng mà những cái lúc mà thị trường phục hồi thế này nè, thì họ sẽ phải sử dụng cái của để dành của họ, cái mà họ đã chuẩn bị vào những giai đoạn trước đó, để giúp cho cái doanh nghiệp có sự tăng trưởng, sự phục hồi tốt hơn về lợi nhuận. Nên cái mức tăng trưởng lợi nhuận của Hòa Phát ở trong quý 1 vừa rồi đối với em đó là một hệ quả tất yếu sau một giai đoạn họ đã chấp nhận bút những cái điều tồi tệ nhất vào ở trong cái kết quả kinh doanh của mình. Rồi đối với ngành bất động sản thì vẫn có, đúng không? Cái câu chuyện về cái nhu cầu bất động sản mà tiền rẻ thì vẫn đang duy trì ở Việt Nam. Nhưng mà em muốn gọi là về vấn đề kỹ thuật một xíu đi. Thì như em nói rồi, trong ngắn hạn ở cái nhịp hồi đầu tiên tập trung cơ cấu ở cái vùng loanh quanh 1.100, 1.200 để biết đi lên thì bao xa, thì follow giùm em cái tốc độ tăng giá của nó ở trong 1-2 phiên tới. Nếu trong 1-2 phiên tới xuất hiện một cái nến gọi là không cần giảm đâu, chỉ là một cái nến đi ngang thôi, nhưng volume lớn, lớn ở đây là lớn hơn cái mức ngày hôm nay một xíu, khoảng 20-30%, hay thậm chí là lớn hơn cái mức trung bình, thì chắc chắn là có vấn đề. Khi đó là khả năng nó thể hiện rằng là cái lượng, tại vì giai đoạn này không có cầu. Mọi kinh dung là giai đoạn này cầu cá nhân không có đâu, nhưng mà đoạn này bắt đầu xuất hiện volume lớn ở vùng phía trên đó, chắc chắn là cái lượng cung bắt đầu tiết ra rồi. Cái lượng cung nó bán ra ở vùng gọi là bán chặn ở phía trên đó, đang chờ bán đó. Thì khi đó có thể là VN-Index sẽ bắt đầu test cái đáy số 2 luôn. Tức là cái quá trình test ở đáy 2 nó nhanh hay chậm phụ thuộc vào khi nào cung nó ra. Còn nếu mà từ đây cho tới trước nghỉ lễ mà volume nó vẫn đều thế này, volume duy trì ở mức thấp, không vấn đề gì hết, cứ follow qua nghỉ lễ luôn cũng được. Thật ra thì cũng không cần bán sớm, nhưng mà phải chủ động cơ cấu, như em nói phải đưa nó về tầm 5-7 mã. 5-7 mã chủ đạo mà mình đánh giá rằng có câu chuyện tăng trưởng ở trong quý 2 để mình có thể dễ cơ cấu ở cái giai đoạn nhịp số 2. Thứ nhất, khi cơ cấu làm gì? Sẽ có sức mua dư ra. Khi anh chị giảm bớt những cái mã mà gọi là chúng ta thấy quá nhiều đi, chúng ta không thể nào xử lý kịp, thì chúng ta sẽ dư ra sức mua, đúng không? Ví dụ bây giờ anh chị giả sử đang cầm 100% cổ phiếu. Khi anh chị làm gọn như một thì anh chị sẽ còn khoảng 70%, thậm chí là 50% hoặc là 60%. Thì với 70% đó thì chúng ta vẫn còn 30% chưa giải ngân, đó là cash, đó là tiền. Thì với 30% đó chính là cơ hội tốt nhất để chúng ta duy trì và thậm chí gia tăng danh mục của mình ở thời điểm nó test lại cái đáy số 2. Đối với cái cổ phiếu chủ đạo mà chúng ta đánh giá rằng nó có câu chuyện tăng trưởng. Bởi vì với những cổ phiếu chủ đạo đó thì khi mà nó bước vào cái vùng giá chiết khấu, hoặc là khi mà nó, một là nó chiết khấu, hai là nó thể hiện sức mạnh. Tức là lúc mà thị trường test đáy 2, nó không test đáy 2 mà nó đi luôn. Chẳng hạn như vậy. Thì lúc đó mình sẽ dùng cái phần sức mua dư thừa ra đó để mình gia tăng thêm. Mình không ngại mua giá cao nha. Ở đây mình không ngại mua giá cao, chỉ cần có lý do. Mình không ngại mua giá cao chỉ cần có lý do, miễn sao nó thể hiện được vấn đề là gì, là cầu giá cao đã chấp nhận mua lên là được. Chứ nếu bây giờ mọi người đối với em á, giai đoạn vừa rồi rất là nhiều anh chị hỏi em là giai đoạn vừa rồi hầu như là sau cái nến bán đầu tiên, cái nến cao trào đầu tiên của thị trường, lúc đó là cái lúc mà thị trường bị kích bán, thì rất là nhiều anh chị hỏi em về câu chuyện là mua bắt đáy hay là gọi là danh mục quý 2. Thật ra danh mục quý 2 em đã gọi là nung nấu từ thời điểm mà thị trường xa quay rồi. Lúc đó thì em chờ nó về 1.230. Bởi vì khi nó về biên dưới thì mình canh mua ở cái danh mục quý 2 của mình thì đẹp rồi. Hoặc là những nhịp string, những cái nhịp mà gọi là cao trào ngắn. Nhưng mà rõ ràng thì cá nhân em đánh giá cái yếu tố vĩ mô nó gọi là nó tiêu cực hơn. Rõ ràng là nó tiêu cực hơn những gì mình kỳ vọng. Khi mà cái chiến sự giữa Iran và Israel diễn ra, nó khiến những cái tốc độ giảm thị trường nhanh hơn và giảm đột ngột hơn. Thì sau cái đợt giảm như vậy thì rõ ràng cái việc mà đầu tiên em quan tâm đó chính là đá số 1. Khi nào có đá số 1 rồi hãy tính tiếp.
Nên cái đoạn vừa rồi mọi người cứ nói về cái câu chuyện là bắt đáy hay là mua thêm mua mới gì đó, thì rõ ràng nếu mà chưa có đáy số 1 thì đừng làm gì hết. Trong những cái đợt giảm nào cũng vậy thôi, mình biết là kiểu gì cũng cần đáy 1 và đáy 2 thì tại sao mình phải đầu vội vàng đúng không? Em mình cố gắng đoán cái vùng đáy 1 thì càng đoán thì càng bị bi quan, càng đoán thì càng thất vọng. Nếu mà lỡ đoán quá sớm thì khi mà nó quét xuống thêm thì mình cũng không dám mua thêm. Hay thậm chí là khi đó thì mình lại có tâm lý là phải cắt lỗ chẳng hạn, như vậy thì cái vị thế mình sẽ không được tốt. Và thay vào đó thì ok, mình có thể chấp nhận mua một cái giá cao hơn cũng được. Nhưng mà lúc đó mình phải cảm thấy rằng à, ít nhất là ở đây cầu đã bắt đầu tham gia vào và nó đạt được cái trạng thái cân bằng. Thì khi đó ở cái những cái nhịp retest đáy số 2 thì cái tự tin của mình, thứ nhất là cái sự tự tin, cái thứ hai là cái xác suất thành công của mình nó sẽ cao hơn so với việc là mình đi mò đáy ở những cái nhịp đáy một. Ví dụ đó rồi ai mò 1.200 thì lại thủng 1.200 đây, ai mò 1.000 thậm chí là anh chị nào mò lăn quanh 1.230 là mất nè, mò 1.200 là mất nè, thậm chí là mò 1.180 nếu mà bi quan ở trong cái nến thứ sáu vừa rồi mở gáp thì cũng mất, thì cũng bị kích bán đúng không, bị kích bán cái danh mục đang có đây. Thì nên lưu ý một cái đó là lý do vì sao mà cho đến khi có đáy số 1 và cho đến khi thị trường hình thành được cái trạng thái cân bằng thì mới bắt đầu đi gọi là lưu tâm tới cái việc là đưa ra cái danh mục quý hai. Và cái danh mục quý hai là danh mục mà chúng ta sẽ follow sát ở trong đoạn sau đó, đặc biệt là cái nhịp test đáy số 2 để chúng ta có vị thế tốt nhất. Thế nên nếu chị nào mà có nhu cầu hiện tại đang gặp bế tắc ở trong quá trình đầu tư, em muốn hỗ trợ được cơ cấu danh mục của mình cũng như là muốn gọi là tham gia đồng hành cùng em ở trong cái danh mục quý hai đó, thì mọi người cứ tham gia được khách hàng của em bằng cách là nhắn tin Zalo của em thông qua cái số điện thoại ở phần bên dưới mô tả video này. Ngoài ra thì đây số điện thoại Zalo của em và trợ lý của em để được hỗ trợ ha. Mở tài khoản tại VBS cũng như đồng hành cùng em tại VBS ở trong khách hàng. Ngoài ra thì em cũng có cái đường link ở phía trên này nè, tham gia cái nhóm cộng đồng của em. Nên nếu anh chị nào mà hiện tại cũng gọi là muốn tham gia trao đổi miễn phí thôi, trao đổi chia sẻ nhiều hơn với những anh chị ở trong cộng đồng, thì mọi người có thể vào cái quét cái mã QR code ở phần bên phải màn hình đấy, ở cái góc bên phải màn hình này để tham gia đồng hành cùng em ở trong cộng đồng luôn. Thì em cũng sẽ hỗ trợ trao đổi đánh giá ở trong cái cộng đồng, giải đáp những câu hỏi thắc mắc của mọi người ha. Thì cảm ơn chị rất là nhiều ha, vì đã luôn dành thời gian để theo dõi cũng như là ủng hộ kênh của em đây nè. Đây có để một cái mã QR code mọi người thấy không, thì mọi người quét cái mã này để tham gia đường cộng đồng của em cũng được. Rồi thì đó là về cái diễn biến của thị trường ha. Còn cái đá số 2 thì em nhấn mạnh là một lần nữa thôi, có bốn giai đoạn. Thì bây giờ mình nói sớm mà mọi người lúc đó cũng chưa nhìn nhận ra đâu, nhưng mà bốn giai đoạn đó thì tương tự thế này đó. Đây cái này thì mình nói quá nhiều rồi. Đầu tiên giai đoạn 1 là giai đoạn gọi là cao trào bán, ép bán ở cái đá số 2 nha. Ở cái đá số 2, thông thường đá số 2 sẽ đi kèm gap down mọi người ha. Thông thường đá số 2 sẽ đi kèm gap down. Bởi vì cái gap down nó sẽ thể hiện sức mạnh, nó sẽ thể hiện cái tính chất ép bán. Đấy, nên thông thường đây em đánh giá luôn này ở trên này nè. Đấy. Đầu tiên phải là cao trào bán. Sau đó là bắt đầu phủ nhận lại phiên cao trào bán, tức là cầu bắt đầu tham gia vào. Đây mình lấy ví dụ đơn giản ở đây thôi. Đấy, đá số 2 đi ha, đá 1 nè, đá 2 đi. Đầu tiên là cao trào bán đúng không, sau đó là phủ nhận cao trào bán. Thì tức là gì, là sau một phiên cao trào bán như vậy thì đa số nhà đầu tư cá nhân người ta sẽ bi quan, người ta tiêu cực đúng không, thậm chí là người ta phải bán tiếp bởi vì rõ ràng là thị trường giảm quá sâu, người ta quá sợ rồi. Bây giờ anh chị cứ hình dung đi, bây giờ mình một giảm một phiên 40-50 điểm thôi là mình đã quá lo rồi, bây giờ một phiên giảm 70 điểm, với một phiên giảm 70 điểm thế này thì mọi người cứ hình dung là tất cả nhà đầu tư cá nhân sẽ đều rất bi quan và tiêu cực, và họ sẽ có xu hướng là gì, là bán tất cả mọi thứ, bán tất cả những gì mình đang có. Thì sau một cái phiên bi quan tiêu cực như vậy thì bắt đầu tự nhiên đáy ra nó phải giảm tiếp, nhưng mà tại sao ngày hôm sau lại tăng điểm lại đúng không? Nó là phi logic, nó thể hiện rằng nó bắt đầu thì rõ ràng cầu ở đây đa số sẽ không xuất phát từ nhà đầu tư cá nhân, bởi vì nhà đầu tư cá nhân vừa bán ngày hôm qua bi quan xong, bây giờ đố anh chị nhà đầu tư cá nhân dám mua lại ở cái nến này, đu lại cái đầu tiên này luôn, thì đa số là sẽ không dám mua lại liền ở cái nến này. Nên cái nến này bản chất chính là nó thể hiện ý chí của tổ chức rồi. Và sau đó thì nó có cái nhịp quay lại retest là cái đáy nữa, biên độ rất lớn nha, vùng này biên độ rất lớn nha, bởi vì trước đó biến động lớn. Nên cái biên độ lớn, cái lúc mà thị trường giảm này cũng rất là nhiều tin xấu nè, giống như kiểu giai đoạn hiện tại vậy đó, những thông tin liên quan tới tỷ giá, những thông tin liên quan tới vĩ mô, rất là nhiều thông tin tiêu cực. Nhưng mà miễn sao nó còn kỳ vọng ở giai đoạn sau thì nó vẫn sẽ còn câu chuyện để hỗ trợ về giá thôi. Đấy, thì đây là phiên test đáy, kiểm tra là đáy, là giai đoạn 3, giai đoạn cuối cùng là giai đoạn mà giá tăng vol tăng, đơn giản như vậy thôi. Đấy, đó là bốn giai đoạn của thị trường. Thì mọi người nhớ về cái đó, thì giai đoạn này hiện tại thị trường cũng sẽ cần bốn giai đoạn ở cái đáy số 2 đó để kiểm tra là cái đáy. Thì bây giờ mình chưa nhìn thấy đâu, bây giờ chưa có đáy 2 mà, thì làm gì mình thấy được bốn giai đoạn đó. Khi nào có đáy 2, khi nào có quá trình hấp thụ lại cung và cũng như là cái nỗ lực của cầu bắt đầu mua lên giá cao, thì khi đó mình sẽ phân tích theo từng giai đoạn một. Từ đó mình sẽ xác lập, mình đánh giá xem là cái khả năng mà VN-Index tạo đáy ở vùng này có cao hay không, thì mình mới cân nhắc cái câu chuyện là cover hay là mua thêm gì đó đối với các cổ phiếu hiện tại trong danh mục của mình. Vậy nên thầy cứ tận dụng cái nhịp bull đầu tiên này, có thể là ngày mai chúng ta vẫn sẽ có cái nhịp bull ngắn, kiểm tra lại 1.200, thì mình tận dụng cái nhịp bull ngắn này để mình tập trung, mình cắt tỉa, mình làm gọn danh mục,
thì cơ bản nó cũng là cách để chúng ta gì giảm cái sức ép tâm lý xuống, và cũng như có sự chủ động hơn ở trong những quá trình mà thị trường biến động ở trong dịp tới. Bởi vì có thể sắp tới là sẽ có những cái biến động lớn hơn, ví dụ đùng một cái bây giờ sau cái nến tăng 1-2% này và thị trường giảm ngược lại 1-2% thì khi đó sức ép cũng sẽ lớn đúng không? Nhưng mà nếu mọi người đã chủ động được ở cái nhịp bull đầu tiên này thì chắc chắn ở cái nhịp giảm đó mọi người sẽ không cần quá lo, mọi người sẽ không có bị động, và mọi người chủ động hơn rất nhiều. Rồi sáng ngày hôm nay thì em cũng tóm tắt lại cái câu chuyện vĩ mô giai đoạn hiện tại thôi. Thì cái này em nói nhiều với mọi người rồi đúng không? Em mọi người kinh dung nè, bây giờ nè, cái căn nguyên cội nguồn ở đoạn vừa rồi á, nếu mà không có cái, thật ra cái vấn đề về tỷ giá là vấn đề mình nói rất nhiều rồi. Hiện tại tỷ giá đang ở mức 25.400 đồng, đây là mức rất cao nha. Mọi người nhớ cái lúc mà thị trường á, tỷ giá này ở mức mà 24.000 ít, 24 ít á, em có nói với mọi người là nếu mà tỷ giá qua 25.000 thì buộc khi đó mình phải có động thái. Nếu mà tỷ quá giá qua 25.000 thì buộc phải có động thái xử lý hoặc là bán đô. Mọi người nhớ không? Hoặc là bán đô la để làm gì? Để kìm tỷ giá lại. Hai là thông qua chính sách để linh hoạt tỷ giá, tức là bắt buộc nhà đầu tư phải làm quen với mức tỷ giá 25 26.000. Nếu mà nhà đầu tư đã quen với mức tỷ giá 25 26.000 thì khi đó cái sức ép tâm lý sẽ không lớn nữa. Thì rõ ràng bây giờ câu chuyện của ngân hàng nhà nước là gì? Là họ cũng đã bán đô rồi. Họ đã bán đô rồi. Tại sao bán đô là công cụ cuối cùng họ muốn lựa chọn? Thật ra họ không muốn bán đô chút nào hết. Bởi vì khi đã bán đô đồng nghĩa tức là việc là gì? Là họ sẽ giảm dự trữ ngoại hối, và khi đó họ sẽ không thể giảm hoài được. Dự trữ ngoại hối mình có thể là 90 tỷ đô, 100 tỷ đô nhưng mà nó sẽ không thể nào bán hoài được. Và thậm chí trong trường hợp mà Fed vẫn neo lãi suất ở mức cao, Việt Nam mà neo lãi suất ở mức thấp, cái outflow từ khối ngoại bán ra vẫn nhiều, thì khi đó cho dù mọi người có bán, có kìm cái tỷ giá bằng việc là bán đô như thế nào đi chăng nữa thì cũng sẽ không thể nào kiểm soát được hoàn toàn 100%. Thậm chí trong trường hợp á, mọi người biết cái rủi ro lớn nhất là gì không? Là mọi người sẽ không đủ đô la dự trữ. Không đủ đô la dự trữ. Và trong trường hợp nếu mà không đủ đô la dự trữ để kiểm soát tỷ giá thì khi đó có thể chúng ta sẽ thả nổi luôn tỷ giá. Mà nếu thả nổi luôn tỷ giá thì tỷ giá nó bung lên 27 28 nghìn luôn ấy. Ê, trường hợp đã từng có nha, Thái Lan ở thời điểm khủng hoảng tiền tệ châu Á giai đoạn 1990 1995 đó. À, thời điểm đó mọi người biết á, là cái ảnh hưởng của Thái Lan lên các nền kinh tế khác trong đó có Việt Nam mình và Nhật Bản là rất lớn. Lúc đó Thái Lan quyết định là fix tỷ giá, cố định tỷ giá. Và khi Thái Lan cố định tỷ giá như vậy thì họ dùng cái dự trữ ngoại hối trong nước của mình để kiểm soát cái tỷ giá đó. Nhưng mà vấn đề lớn nhất là gì? Là khi mà cái nền kinh tế Mỹ nó biến động quá lớn, họ fix cái tỷ giá mình với đồng đô la, mà biến động cái đồng đô la nó lớn thì nó buộc khi đó Thái Lan ngân hàng nhà nước phải liên tục sử dụng tiền đô và dự trữ ngoại hối bán đô ra. Họ bán đô ra liên tục để kiểm soát cái đồng tiền ở trong nước mình không bị mất giá quá nhiều. Và lúc mà họ bán hết đô, không còn dự trữ ngoại hối nữa, không còn công cụ để kiểm soát nữa, thì mọi người biết lúc đó chính là lúc mà khủng hoảng xảy ra. Cái điều đáng sợ nhất đó chính là lúc đó ngân hàng nhà nước không còn khả năng kiểm soát tỷ giá, tức là họ sẽ không còn khả năng làm cái điều gì khác nữa trong cái việc, tức là công cụ tiền tệ bản chất là để kiểm soát và ổn định. Cái từ ổn định nó rất hay. Ổn định tức là sao? Ổn định tức là khiến cho nó biến động không quá nhanh, có thể tăng nhưng mà tăng chậm, tăng đều thì nó vẫn tốt, hoặc là giảm chậm giảm đều thì nó vẫn tốt. Chứ nếu mà nó biến động đùng một cái tăng lên rất nhanh 5-10% thì làm gì có ai chịu nổi đúng không? Bây giờ khối ngoại vào Việt Nam mình bây giờ đùng một cái tiền đô tăng lên 3-4% đã mất đi một đống tiền rồi, đã ăn luôn 3-4% cái danh mục rồi, đổ từ tiền đô sang tiền Việt, bây giờ đổ ngược lại tiền Việt sang tiền đô đã lỗ rồi thì đâu có ai muốn đầu tư nữa. Nên đó là cái bài toán khó ở đoạn này đúng không? Thì cái căn nguyên là xuất phát từ đâu? Chiến sự ở Trung Đông, Iran với Israel đánh nhau thì chắc chắn là gì? Căng thẳng đẩy lên cao giá dầu thì lo ngại là đẩy lên cao, bởi vì khu vực này là khu vực gần như là chiếm 1/3 lượng cung dầu khí trên thế giới. Thì bây giờ nếu mà căng chiến sự căng thẳng đẩy lên cao thì nguồn cung khan hiếm, bắt đầu gì đẩy giá dầu lên cao, giá dầu lên cao thì lạm phát Mỹ lên cao, khi đó lạm phát Mỹ cao thì Fed chắc chắn chọn lạm phát không chọn nền kinh tế. Đấy, hôm trước thì Biden cũng đã nói chuyện với lại Powell tức là chủ tịch Fed về cái vấn đề này, thống nhất là vẫn chọn lạm phát không chọn nền kinh tế, tức là nếu mà trong trường hợp mà lạm phát vẫn cao thì không giảm lãi suất, còn giảm lãi suất thì lại đẩy sức ép lạm phát lên cao hơn, nên vẫn là ưu tiên lạm phát hơn là nền kinh tế. Và thật ra bây giờ nền kinh tế Mỹ vẫn đang khá là khỏe, đó là cái người ta lo, bởi vì nếu nó khỏe quá thì người ta sẽ không giảm lãi suất nữa. Đấy, nên Fed cân nhắc chậm hơn việc làm giảm lãi suất. Mà Việt Nam mình thì đang muốn bơm tiền, đang muốn giảm lãi suất, mà nếu Fed vẫn không giảm lãi suất thì bây giờ cái trên lời lãi suất nó quá cao, mà khi trên lời lãi suất quá cao thì sao? Là tiền nước ngoài là rút ra. Đấy, tỷ giá tăng lên cao là do câu chuyện gì? DXY sức mạnh đồng đô la tăng lên, trên là lãi suất cao mà, thì đồng Việt Nam mất giá, đồng Việt Nam mất giá thì dòng vốn ngoại rút ra khỏi thị trường, đấy sức ép lên thị trường là quá lớn. Và thậm chí rủi ro lớn hơn là gì? Rủi ro lớn hơn như nói gì đó, ngân hàng nhà nước không thể mãi bán đô được đâu, không thể mãi bán đô được, bán đô chỉ là trường hợp bất đắc dĩ buộc phải kiểm soát, chứ việc bán đô nó không thực sự là cái phương án tốt cho ngân hàng nhà nước trong cái việc điều hành tỷ giá đâu.
Thì nên trong trường hợp mà bây giờ lỡ đâu mà chiến sự giữa Iran và Israel nó căng thẳng hơn thì sao? Đấy, nó mở rộng hơn thì sao? Đó là kịch bản tiêu cực nhất. Vì khi đó thì sao? Khi đó thì giá dầu lại đẩy lên cao hơn. Và Fed chắc chắn sẽ không giảm lãi suất, thậm chí là trong năm nay sẽ không có một đợt giảm lãi suất nào. Khi đó chắc chắn Việt Nam mình không thể bán đô được nữa. Cho nên là lãi suất lớn thì bài toán giải quyết là gì? Nếu Mỹ không giảm thì sao? Thì mình phải tăng. Lúc đó khả năng chúng ta phải làm gì? Phải buộc tăng lãi suất nếu không muốn chịu sức ép về tỷ giá. Buộc tăng lãi suất nha. Bây giờ chỉ có hai cách thôi. Ông muốn giảm cái trên là lãi suất thì bây giờ Mỹ không giảm. Nếu Mỹ giảm thì quá khỏe rồi, Mỹ giảm thì mình cứ nằm im ở đây thôi, tỷ giá mình không có vấn đề gì hết. Nhưng nếu bây giờ Mỹ không giảm, ông Mỹ vẫn neo cao thì mình phải tăng lên thôi. Và nếu Việt Nam bắt đầu tăng lãi suất thì có phải là chúng ta làm gì? Chúng ta đã thắt chặt tiền tệ không? À, chúng ta bắt đầu thắt chặt cung tiền và khi đó thị trường chứng khoán sẽ không được hưởng lợi. Em nói đó là trường hợp tiêu cực nhất và thậm chí nó sẽ ảnh hưởng chung lên xu hướng thị trường. Có thể là đảo chen như nhiều người đang lo ngại bây giờ. Còn cơ bản hiện tại nha, mình nhìn bức tranh hiện tại đi. Hiện tại là giá dầu đang lên quanh 80 86 đô, tức là đã điều chỉnh từ mức 86 đô về 80 81 đô, đồng nghĩa là hiện tại đa số nhà đầu tư trên thế giới đang đánh giá rằng cái chiến sự giữa Iran và Israel sẽ sớm kết thúc. Thì trong trường hợp tích cực nhất đó chính là chiến sự này sẽ sớm kết thúc, thì đồng nghĩa là gì? Là khi đó giá dầu sẽ giảm sức ép về lạm phát. Bây giờ giá dầu nếu mà về 80 đô, dưới 80 đô chắc chắn là câu chuyện lạm phát sẽ giảm đi và DSY sẽ sớm ổn định lại, tức là sẽ quay về dưới mức 103, 104 và khi đó có thể Fed sẽ giảm lãi suất ở trong năm nay từ 2 đến 3 đợt. Hiện tại kỳ vọng chung là 2 đợt, tích cực hơn là 3 đợt. Và nếu Fed giảm lãi suất trong năm nay thì vấn đề thị trường sẽ không còn nữa. Câu chuyện bây giờ chỉ quan tâm tỷ giá thôi. Trong trường hợp Fed giảm lãi suất, khi đó chúng ta sẽ không còn quan tâm quá nhiều từ câu chuyện tỷ giá nữa. À, sức ép tỷ giá giảm, câu chuyện giảm lãi suất của Fed sẽ giúp cho thị trường Mỹ tăng lên, thì đó tạo động lực cho cầu ở trong nước và cầu nước ngoài tham gia vào thị trường. Và khi đó thị trường sẽ tiếp diễn xu hướng tăng của nó thôi. Thế thì đó câu chuyện hiện tại thì về cơ bản nó sẽ xoay quanh yếu tố vĩ mô trong ngắn hạn, đây là yếu tố có thể gọi là thiên nga đen black swan không dự đoán trước được, đó chính là căng thẳng chiến sự giữa Nga và Ukraine, căng thẳng chiến sự giữa Iran và Israel, nó có được đẩy lên cái mức cao trào hơn hay không. Thì đó là câu chuyện hiện tại mình cần quan tâm thôi. Còn về các bài cổ phiếu, thật ra thì ngày hôm nay về cơ bản là tất cả cổ phiếu đều có xu hướng phục hồi, nhưng mà chúng ta nhìn sơ lược qua đi. À, đối với em nha, ngày hôm nay một phiên hồi cũng không phải là quá tích cực đâu, nó không thực sự có sự lan tỏa. Ngày hôm nay chỉ là câu chuyện cục bộ thôi, cục bộ ở ngành chứng khoán nó có câu chuyện KRS hỗ trợ về giá anh nó tăng được tốt. Chứ thật ra ngày hôm nay nhóm ngân hàng không phải là một cái nhóm cổ phiếu tăng điểm tốt, đa số cổ phiếu chỉ có một vài cổ phiếu tăng thôi. Ví dụ chúng ta có Liên Việt là bật lên được là sau cái nỗ lực giữ giá vừa rồi này, MB cũng không tăng được nhiều. STB thì bật lên được khoảng 3% nhưng mà cũng bị chốt ngược trở lại, đa phần tăng với volume cũng khá là thấp ấy, giống như là thị trường chung. Techcombank cũng bật ngược lại được này, tăng nhẹ lại được khoảng tầm 2%. TB là tăng khá là tốt từ đáy, TB thì bật lên được khoảng tầm 4-5%. Nhưng mà đa số ngày hôm nay nhóm ngân hàng thì cơ bản là cũng không phải là cầu quá tốt. Ngày hôm nay chỉ cầu chủ động ở nhóm chứng khoán là nhiều thôi. Các nhóm còn lại như bất động sản hay là thép thì ngày hôm nay cũng không phải là có dùng tiền vào quá nhiều đâu. Cơ bản đối với em ngày hôm nay chỉ là một cái phiên mà tạm cân bằng được thôi ha. Tạm cân bằng được thôi chứ chưa thực sự là một phiên gọi là nỗ lực hồi quá tích cực và quá tích cực. Nó phải còn thể hiện thêm vài phiên sau đó nữa, đặc biệt là khi mà nó chạm đến cái vùng kháng cự tầm 1190 tới 1200, phải xem cái sức mạnh của nó thế nào nữa. Thế nên hãy chú ý giùm em cái động thái cơ cấu cũng như là cái quá trình retest tại đáy ha. Đấy, hãy nhớ giùm em thị trường sẽ cần test lại ở cái đáy số 2, và ở cái đáy số 2 cũng sẽ có 4 giai đoạn, nên gọi là đừng có quá vội vàng, cũng như là hãy tập trung vào cái nhịp hồi này, đo lường cái sức mạnh tăng giá, cái tốc độ tăng giá, đánh giá giữa khối lượng và tốc độ tăng, tức là giá tăng vol tăng, giá giảm vol giảm, xem là cái mức tăng của nó có phù hợp hay không. Đấy, thì từ đó là chúng ta sẽ có cái động thái để đánh giá được cái target, cái nhịp hồi ngắn này sẽ đi tới đâu, và chúng ta đánh giá để chúng ta chủ động cơ cấu cái danh mục của mình. Đấy, và chúng ta sẽ chủ động gọi là đưa thị trường, đưa danh mục về cái trạng thái gọi là phòng thủ cho cái đáy hai, và cái đáy hai sẽ là cái đá mà chúng ta tổng tiến công đáy hai hoặc đáy ba. Đấy, chúng ta sẽ tổng tiến công khi mà chúng ta đánh giá rằng là thị trường đã bắt đầu tạo đáy và tiếp diễn cái xu hướng tăng ở giai đoạn sau. Hay còn về kịch bản vĩ mô, những cái vấn đề mà mọi người lo lắng nó cũng nằm trong cái bức tranh này thôi. Đây thì những cái này nó liên với nhau mà, bản chất vĩ mô nó liên với nhau mà, thì từ một cái sự kiện đó mình sẽ đánh giá được những cái sự kiện khác, những yếu tố khác nó bị ảnh hưởng như thế nào. Đây thì mọi người nhớ một cái đó ha. Rồi ha, DSY là cái yếu tố mà chúng ta quan tâm. Hiện tại đang neo ở trên 106, chắc là không tốt. DSY là phải về tầm 103, 104 là thì nó mới ổn định và nó sẽ giảm sức ép lên tỷ giá. Rồi, đó là về thị trường cũng như là cái vấn đề mà mọi người cần quan tâm ở sau phiên tăng điểm đầu tiên ngày hôm nay.
Hãy nhớ sau một chuỗi giảm 100 điểm thì nó tăng là 15 điểm rất bình thường, không có gì phải quá đặc biệt. Nó cũng không phải là một phiên để cho một người quá kỳ vọng vào thị trường, nhưng mà cũng đừng quá bi quan. Bởi vì cơ bản là chúng ta đã có đá số 1, coi như là chúng ta đã có điểm sáng đầu tiên, và cái quá trình retest sau đó nó sẽ là cả một quá trình nha. Nó sẽ cần thời gian, đừng quá vội vàng ha. Đấy, lý do vì sao mà em đánh giá và em phải đưa ra phân tích cho mọi người ở những cái phiên như thế này, để mọi người hiểu rõ được bản chất của nó, để mọi người cũng không phải là quá FOMO, biết được mình đang ở đâu, mình đang ở cái trạng thái nào, giai đoạn nào, để mình có thể chủ động hơn ở cái giai đoạn sau đó. Rồi ha, thì cảm ơn chị rất là nhiều nha. Anh chị nào mà đang xem video thì đừng quên bấm like video, subscribe kênh, đăng ký kênh nếu anh chị chưa đăng ký, để có thể giúp video của em được đề xuất như là nhận những cái thông báo sớm nhất của em về video hàng ngày. Ngoài ra thì ở phía dưới phần mô tả video này em có để thông tin liên hệ nè, là Zalo và số điện thoại. Nếu anh chị nào mà có nhu cầu muốn đồng hành cùng em ở trên khách hàng tại VBS, có thể là kết bạn Zalo với em hoặc là trợ lý của em, để được hỗ trợ cơ cấu danh mục như là tư vấn về các mã cổ phiếu, đặc biệt là sau cái đoạn thị trường giảm vừa rồi. Và anh chị nào muốn tham gia room cộng đồng trao đổi chia sẻ với nhau anh chị trong room cộng đồng, có thể là quét cái mã QR code ở trên màn hình, để được đồng hành trao đổi chia sẻ với nhau anh chị trong room cộng đồng ha. Cũng sẽ được giải đáp thắc mắc ở trong cái room đó, sẽ có admin hỗ trợ mọi người. Thì cảm ơn chị rất là nhiều, xin chào, hẹn gặp lại anh chị ở trong những cái video kế tiếp nha. Chúc anh chị một buổi tối vui vẻ bên gia đình và người thân. Tạm biệt mọi người.